Doanh nghiệp bất động sản dục dịch trở lại thị trường. Trạng thái ngủ đông của thị trường bất động sản đang có dấu hiệu dừng lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Nhiều doanh nghiệp bất động sản và nhân viên môi giới bắt đầu có động thái trở lại thị trường. Không chỉ chuẩn bị cho các hoạt động mở bán, nhiều sàn giao dịch cũng tăng cường việc tuyển dụng nhân sự sau thời gian dài tạm dừng hoạt động. Một số doanh nghiệp cho rằng các hoạt động khuyến mãi kích cầu, các chính sách thanh toán linh hoạt sẽ được tung ra để thu hút khách hàng sau những ngày giãn cách xã hội. Do đó, người mua nhà thời điểm này có thể hưởng những ưu đãi tích cực về thanh toán và lãi suất. Giao dịch bất động sản mùa dịch, nhu cầu đầu tư thấp, mua ở thực gia tăng. Dữ liệu trực tuyến của bấtđộngsản.com.vn cho thấy, trong thời điểm hiện tại, mức độ quan tâm và tìm kiếm bất động sản chủ yếu đến từ đối tượng người mua ở thực thay vì giới đầu tư. Điều này được thể hiện rõ qua việc lượng tìm kiếm các sản phẩm căn hộ bình dân, nhà có giá trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh cao gấp 5 lần so với lượt tìm kiếm các sản phẩm căn hộ cao cấp. Lượng tìm kiếm đất nền dự án giảm 30%, trong khi đất nền sổ đỏ, đất thổ cư vẫn giữ ổn định. Lý giải cho nhu cầu mua đầu tư giảm sút, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng, bên cạnh tâm lý thủ tiền trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành, việc thiếu hụt nguồn hàng cũng là nguyên nhân khiến giới đầu tư khó tìm được sản phẩm phù hợp và chọn cách chờ đợi động thái bán mới từ thị trường. Dự định thành lập thành phố phía đông thành phố Hồ Chí Minh lại bị vướng. Ý tưởng thành lập thành phố phía đông đã được thành phố Hồ Chí Minh trình lần đầu tiên trong đề án chính quyền đô thị năm 2013, thành lập 4 thành phố vệ tinh ở 4 hướng. Tuy nhiên, ý tưởng này không được Trung ương chấp nhận. Thành phố hiện đang gấp rút hoàn thành đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị lần thứ 2. Đánh giá về ý tưởng này, Bộ Xây dựng cho rằng chưa có cơ sở pháp lý bởi các vấn đề về việc thành lập thành phố trực thuộc thành phố chưa có trong nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, ý tưởng hình thành thành phố trong thành phố của thành phố Hồ Chí Minh lại thêm một lần bị vướng. Đầu tư 4.200 tỷ đồng xây dựng cảng hàng không Sapa. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa trình Thủ tướng văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không Sapa. Theo đó, cảng hàng không Sapa sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C và sân bay quân sự cấp 2, đạt công suất 1,5 triệu khách trên một năm. Sân bay này nằm tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Dự kiến vốn đầu tư dự án là 4.200 tỷ đồng, trong đó dự kiến thời gian xây dựng là 4 năm. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào bấtđộngsản.com.vn, kênh thông tin số 1 về bất động sản để tìm hiểu thêm về các thông tin trên và các thông tin hữu ích khác của thị trường bất động sản.